ngày 16 tháng 1, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ bị can Trần Thanh Bình, 52 tuổi, cùng vợ Nguyễn Thị Thanh Nguyệt, 45 tuổi, thường trú thành phố Biên Hòa, bị truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Theo cơ quan công an, năm 2018, thông qua mạng xã hội, hai vợ chồng Bình đặt làm giả 11 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nhằm thế chấp ký hợp đồng giả để chiếm đoạt tổng số tiền gần 20 tỷ đồng của một số người dân. Ngày 12 tháng 9 năm 2023, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt, nhưng vợ chồng Bình đã rủ nhau bỏ trốn nên công an phát lệnh truy nã. Đến ngày 14 tháng 1 năm 2024, lực lượng chức năng phát hiện hai vợ chồng Bình đang lẩn trốn tại phường 9, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng nên đã bắt giữ.